những người cộng sản ở Việt Nam lãnh đạo đó, họ cần phải tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước và dân tộc chúng ta do chính tôi, Minh Vương nước Việt, vua nước Việt, cùng toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta đảm nhận việc nước do sự hướng dẫn và bảo vệ của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta hướng dẫn và lãnh đạo chúng ta cũng như bảo vệ cho chúng ta. Và những kẻ lãnh đạo đất nước chúng ta hiện tại bây giờ phải tuyên bố publicly tại Liên Hiệp Quốc, tại Liên Hiệp Quốc, cùng lúc chờ đợi họ làm thu xếp để làm việc đó, thì chúng ta hãy làm phần vụ của chúng ta. Chúng ta hãy thông báo rầm rộ quy mô những phép lạ tin mừng vĩ đại của Cha Trời ban cho, đến cho nhân loại được biết, cho cả thế giới được biết. Để chi? Để họ mới thực sự kính nể chúng ta, để họ đến gần chúng ta, để học hỏi cùng chúng ta. Vì đây là những phép lạ vĩ đại mà tất cả nhân loại, mỗi con người cần được biết, ngõ hầu được cứu rỗi. Kỳ này, đây là thời mặt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức, tức là thời tận thế đang đến đó. Kính thưa đồng bào thương mến, và khi mà chúng ta tuyên bố rầm rộ, thông báo rầm rộ những tin mừng đặc biệt này đến cho nhân loại, thì lúc đó cái chuyện gì xảy ra? Thế giới sẽ tìm đến học hỏi cùng chúng ta, và thế giới sẽ sám hối. Để chi? Để chính họ và dân tộc họ và đất nước họ cứu rỗi. Chứ bằng ngược lại thì đất nước họ và dân tộc họ sẽ tan nát. Tôi nói rõ cho đồng bào biết luôn, kỳ này sẽ tan nát hết. Chỉ có những đất nước và dân tộc nào thật sự sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu qua những phép lạ vĩ đại này thì mới có thể được cứu rỗi. Bằng ngược lại sẽ tan nát hết. Hỏi có thể tránh được chiến tranh ở tại Á Châu bởi Trung Cộng và Bắc Hàn gây ra? Hỏi có thể tránh được Thế chiến thứ ba? Có thể chứ, nếu nhân loại sốt sắng sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu. Và nhân loại sẽ làm được nếu chúng ta, dân Việt chúng ta, đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta gấp, tức là thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho nhân loại, ngõ hầu nhân loại sốt sắng sám hối, thì sẽ không có chiến tranh ở tại Á Châu và chắc chắn sẽ không có đệ tam thế chiến. Bằng ngược lại, chắc chắn chiến tranh Á Châu sẽ xảy ra và đệ tam thế chiến sẽ xảy ra. Nhưng mà chưa hết đâu, đó không phải là việc tận thế đâu. Cái đó mới mở màn thôi. Mà việc tận thế là vô cùng khủng khiếp lắm. Đá ngoài vũ trụ sẽ va chạm vào quả địa cầu, cũng giống như thời khủng long ngày xưa bị tiêu diệt vậy đó. Sức nóng mặt trời sẽ tấn công vào quả địa cầu, động đất, tsunami, nước dâng, nước biển dâng tới mây, hàng tỷ người thiệt mạng. Đá từ quả địa cầu, từ ở ngoài quăng vào quả địa cầu, tan nát, vô cùng khủng khiếp. Và lúc đó chỉ có Thiên Chúa Giêsu mới thực sự là đứng, mới là đứng thực sự cứu chúng ta và cứu vớt con cái cháu chắt chúng ta, và cũng như cứu rỗi đất nước chúng ta. Đồng bào nên nhớ điều đó. Làm sao để chúng ta chuẩn bị những cái ngày đó khi xảy ra?
Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa Giêsu mới có thể cứu được chúng ta mà thôi. Tức là chúng ta hãy thật sự sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu, để rồi chúng ta sẽ được bình an trong quyền năng của Ngài. Đồng bào nên nhớ rằng Ngài có đủ quyền năng, Thiên Chúa Giêsu có đủ quyền năng. Ngài phán gió là gió phải ngừng, phán nó bảo nó thổi là phải thổi, phán nước ngưng dâng lên cao là phải ngưng, phán lửa tắt là phải tắt, tại vì Ngài là Thượng Đế. Trong sách Khải Huyền có nói, và đương nhiên trong Kinh Thánh có nói, Ngài phán một cái là biển động là phải yên lặng, nước cứ bằng sóng bằng cấp 10 là phải ngưng lại, mà sống tới mây Ngài nó ngưng là phải ngưng. Đồng bào nó nhớ là vì Ngài là Thượng Đế. Sẵn đây tôi kể câu chuyện này có thật này nha. Đồng bào có thể vào trên YouTube, rồi vào YouTube rồi đánh vào George Bush và Donald Rumsfeld fire or Obama fire. Tôi có nói về phần này. Đồng bào nhớ cái lúc mà George Bush ra lệnh cho quân đội Mỹ vào Iraq để dẹp Saddam Hussein. Đồng bào nó nhớ là 3-4 ngày đầu, sau 3-4 ngày vô, sau 3 ngày vào, sau đó rồi Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Thiên Chúa Giêsu ra lệnh cho thần gió tạo nên một cuộc bão cát sa mạc vô cùng khủng khiếp, mà bắt buộc quân đội Mỹ phải dừng lại, không có tiến quân được. Và quân đội Iraq thì nằm chờ chết khát chết đói, sau đó là buông súng đầu hàng. Bởi vì Chúa Giêsu ra lệnh cho thần gió tạo một cái trận bão cát sa mạc khủng khiếp để làm chi? Để hai bên quân đội Iraq và quân đội Mỹ không giáp công với nhau. Để làm chi? Để khỏi cái giết chóc lẫn nhau. Và đồng bào biết ai là người đã làm điều đó? Thiên Chúa Giêsu ra lệnh cho thần gió tạo ra bão cát sa mạc. Và chính tôi, Thánh Gióng đây, là người cầu nguyện cắt tóc, trọc đầu, trọc lóc, thiền định, cầu nguyện bằng nước mắt. Và ra lệnh cho Donald Rumsfeld và George Bush phải cầu nguyện như tôi như vậy đó. Xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng làm phép lạ để bảo vệ quân đội hai bên để khỏi bị giết, nhất là bảo vệ quân đội Mỹ. Và Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã chấp nhận. Và đương nhiên Thiên Chúa Giêsu là người ra lệnh cho thần gió tạo ra cuộc bão cát sa mạc đó. Chuyện đó có thật. Đến giờ hôm nay George Bush và Donald Rumsfeld đang trốn chạy sự kêu gọi của Thánh Gióng ra lệnh cho họ, tại Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo họ, bảo Thánh Gióng ra lệnh, bảo họ, mời gọi họ và bảo họ theo rầm, chứ không phải thoát rồi lầm. God tell me to tell them to be servant of God and to be witness about what I did for them. Tôi là undercover advisor cũng như là undercover top general ở thế giới siêu nhiên, đã từng giúp cho Bush và Donald Rumsfeld save thousand American soldiers, cũng như đã save hàng chục ngàn lính quân đội Iraq. Đồng bào có biết là nếu mà kỳ đó mà nếu mà Cha Trời Giêsu mà không có tạo ra cuộc bão cát sa mạc đó để chặn đứng hai bên quân đội Iraq và quân đội Mỹ khỏi giáp công với nhau đó, nếu mà Cha Trời không làm việc đó đó, thì hai bên giáp công với nhau, đồng bào biết chuyện gì xảy ra? Hàng ngàn binh sĩ Mỹ sẽ chết trong tuần lễ đầu, và hàng chục ngàn binh sĩ Iraq sẽ chết bởi bom đạn tối tân của Mỹ. Và lúc đó gia đình dân Iraq sẽ hận thù ngập trời, và gia đình Mỹ sẽ, của những quân nhân Mỹ sẽ đau khổ vô cùng, và thế giới Hồi giáo sẽ khủng hoảng và có thể đệ tam thế chiến xảy ra rồi vào khoảng thời gian đó. Đồng bào có lý không? Nếu mà hai bên giáp công nhau đương nhiên sẽ chết rồi. Vì lẽ đó tôi biết trước, và tôi xin Cha Trời
làm phép lạ. Và đương nhiên Chúa Giêsu đã ra lệnh cho thần gió tạo ra bão cát sa mạc để chặn đứng hai bên không có giáp công nhau, để chờ cho Ai-rắc, quân đội Ai-rắc thế điều muốn chết khát chết đói phải ra buông súng đầu hàng. Đồng bào nhớ không, hàng chục ngàn, mấy chục ngàn, gần cả trăm ngàn binh sĩ Ai-rắc ra đầu hàng. Đồng bào tưởng tượng hai bên mà giáp công nhau là sẽ chết bao nhiêu. Đó là sự thật. Vào YouTube rồi coi George Bush fire or Donald Rumsfeld fire or Obama fire, tôi có nói về phần đó. Và đến giờ này họ rất là ngượng ngùng, ngại ngùng khi họ đối diện với tôi, tại vì họ biết tôi là ai. Và họ sẽ không chạy khỏi đâu, họ sẽ đối diện với sự thật. Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo họ phải làm chứng về việc tôi đã từng là undercover advisor cũng như là general, top general. I work for Jesus, I not work for them. Tôi Thánh Giống làm việc cho Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Thánh Giống không làm việc cho họ, mà Thánh Giống giúp họ. Tuy nhiên, một số họ làm việc làm của họ rất là hống hách, kiểu như vắt chanh bỏ vỏ, nhưng mà tôi đâu cần cái đó. Mà tôi nhắc nhở cho họ biết, họ phải sám hối và họ phải làm chứng tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ, cũng như với Obama, là tôi đã làm gì, ích lợi gì cho nước Mỹ và dân Mỹ trong khoảng thời gian George Bush làm tổng thống và Donald Rumsfeld biết rõ điều đó. Donald Rumsfeld là người biết rõ nhất. Thưa đồng bào thân mến,